kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, mở đầu bản tin thời tiết sáng nay là tin bão gần trên Biển Đông. Hiện nay có một cơn bão có tên quốc tế là Bofa đang hoạt động trên vùng biển phía đông miền nam của Philippines. Vị trí tâm của cơn bão đang ở gần khu vực đảo Mindanao của Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, tức là từ 167 đến 183 km/h, giật cấp 17, cấp 18. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Đến 13 giờ ngày hôm nay thì vị trí tâm bão ở khu vực phía bắc của đảo Mindanao, Philippines. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc. Đến 13 giờ ngày mai thì vị trí tâm bão ở vào khoảng 11 độ vĩ bắc, 121 độ kinh đông, cách đảo Mindoro của Philippines khoảng 130 km về phía nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, tức là từ 118 đến 149 km/h, giật cấp 13, cấp 14. Quay trở lại với thời tiết trên đất liền, trong ngày hôm nay trên toàn bộ các tỉnh phía đông của Bắc Bộ và Thanh Hóa, trời vẫn khá nhiều mây âm u và có mưa nhỏ. Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mưa và mưa rào nhẹ rải rác. Độ ẩm trong không khí trên toàn khu vực vẫn duy trì mức khá cao. Trong khi đó thì nền nhiệt độ chưa có khả năng tăng nhiều với nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng chỉ ở trong khoảng 18 đến 21 độ, trời vẫn rét. Ngoài ra, ở phía Bắc hiện đang có một bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam. Dự kiến đêm nay thì khối không khí lạnh này bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, độ ẩm trong không khí sẽ giảm nhanh và trên toàn khu vực lại có mưa vài nơi, nên nhiệt độ giảm khiến cho trời sẽ rét sâu hơn, với nhiệt độ thấp nhất đêm nay chỉ dao động từ 14 đến 17 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ và sẽ xảy ra rét đậm và rét hại. Bà con nông dân vùng núi cao cần hết sức lưu ý và có biện pháp phòng tránh rét. Ở khu vực các tỉnh ven biển Trung Bộ, thời tiết còn khá ổn định, trên toàn khu vực chỉ có mưa vài nơi với lượng không nhiều. Các tỉnh phía Bắc nhiệt độ có xu hướng nhích lên đôi chút, về đêm thì nhiệt độ giảm dần. Và đến khoảng gần sáng ngày mai thì ở các tỉnh Bắc Trung Bộ bắt đầu chịu tác động của không khí lạnh tăng cường nên có mưa, có nơi mưa với lượng tương đối lớn, nên nhiệt độ có xu hướng giảm dần. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ chịu tác động của đới gió đông bắc yếu nên thời tiết khá hanh khô. Ban ngày trời có nắng nên nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ. Về đêm thì ở các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên trời rét với nhiệt độ phổ biến từ 17 đến 20 độ. Trong 48 đến 72 giờ tới, các tỉnh Bắc Bộ giảm mưa, sau lại có mưa trở lại, nên nhiệt độ tiếp tục có xu hướng giảm, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, nên nhiệt độ giảm, phía Bắc trời rét, các tỉnh phía Nam thời tiết ít biến đổi. Sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ, riêng ở Điện Biên Lai Châu khoảng 25 đến 28 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 14 đến 17 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa với mưa nhỏ, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, vùng núi có nơi từ 10 cho đến 12 độ. Tại khu vực Hà Nội và vùng lân cận nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ và thấp nhất là khoảng 14 đến 17 độ. Xuôi xuống khu vực Bắc Trung Bộ, tại đây nhiều mây, có mưa ở vài nơi, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 19 cho đến 22 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 17 đến 20 độ. Khu vực Trung Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông ở vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 25 cho đến 28 độ, phía Nam từ 27 đến 30 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 19 cho đến 22 độ. Khu vực Nam Trung Bộ mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ và thấp nhất là khoảng 22 đến 25 độ. Vùng cao Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ và thấp nhất là khoảng 17 đến 20 độ. Khu vực Đông Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 cho đến 34 độ và thấp nhất là khoảng 22 đến 25 độ. Khu vực Tây Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa ở vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ và thấp nhất là khoảng 23 đến 26 độ. Chuyển sang dự báo thời tiết trên khu vực Biển Đông, quần đảo Hoàng Sa có mưa ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km với gió Đông Bắc cấp 5, đêm mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7, biển động mạnh. Nhiệt độ dao động từ 24 đến 30 độ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km với gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, nhiệt độ phổ biến từ 26 đến 30 độ. Như vậy, trong ngày và đêm nay, thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ, trời rét. Các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa ở vài nơi, phía Bắc trời rét.
Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, ngày nắng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.